Tài tra Hãy cùng học tiếp bài 26, tương ứng với phần tiếp theo của bài 8, quyền 1. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói từ tổng cộng, âm hán Việt là nhất cộng. Ý cùng Ý Ý Cùng Cùng Ý cùng Ý cùng, Ý cùng. Hãy nhớ từ y là số 1. Khi đi với một từ có thanh 4 phần lớn được đọc thành thanh 2. Y cùng, thành, ý cùng. Tổng cộng mấy cân? Y cùng chỉ cân. Y cùng chỉ cân. Tổng cộng mấy cân táo? Y cùng chỉ cân của 一共几斤苹果？总共没 ấ y 一共几碗米饭？一共几碗米饭？总共没给馒头？一共几个馒头？一共几个馒头？ Tổng cộng bao nhiêu tiền? 一共多少钱?一共多少钱? Bây giờ là cách nói số 16. 16 10 10 6 6 16 十六，十六袋，十六块，十六块钱，八公斤，十六斤，十六斤，十六个面包，十六个包子。 十六个包子，十六八干，十六碗汤，十六碗汤，总共十六 t 一共十六块，一共五十六块钱。 Bây giờ là từ hào trong tiếng Trung, trong đó 10 hào bằng 1 tệ. Máu Máu 6 hào Liều máu Liều máu 5 hào ù máu ù máu 16 tệ 5 hào Sứ liệu khoai ủ máu. Sứ liệu khoai ủ máu. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng sứ liệu khoai ủ máu. Ý cùng sứ liệu khoai ủ máu. Trong trường hợp này nếu thêm từ tiền phải để vào cuối, thành. 一共十六块五毛钱。一共十六块五毛钱。还问来，总共包 nhiêu 钱？一共多少钱？一共多少钱？共少錢总共十六 tệ năm hào。 Ý cùng 16 khoai ủ máu. Ý cùng 16 khoai ủ máu chiến. Bây giờ là từ cho, trả. Ở đây dùng với nghĩa trả tiền khi thanh toán. Cẩy Cẩy Trả bạn tiền, trả cô tiền. Cấy nỉ chiến Cấy nỉ chiến 假包妞，给多少？给多少？假包妞，点给多少钱？给多少钱？假 m ư ờ 给十六块。给十六块。 cháu trả 16 tệ đi. Ní gầy khoai bà. Ní gầy Hãy hỏi lại tổng cộng bao nhiêu tiền? Ý Tổng cộng 16 tệ năm hào. 一共十六块五毛。一共十六块五毛钱。cháu trả mười sáu tệ đi, với nghĩa cháu trả mười sáu tệ là được rồi。你给十六块吧。你给十六块吧。trả cua tiền ạ。 Cấy chén. Nì chén. Bây giờ là cách nói số 50. Ủ Năm mươi tệ. 50 khoai 50 khoai chiến Đây là 50 tệ Đây 50 tệ Đây là 50 tệ Đây là 50 tệ Bây giờ hãy nghe phản nhắc lại từ tìm Trong bài này còn có nghĩa là trả lại tiền thừa Trảo Trảo trả lại bạn 16 tệ. Hãy dùng từ nín cho lịch sự. Chào nín sứ liều khoải. Chào nín sứ liều khoải. Trả lại bạn 50 tệ. Chào nín ủ sứ khoải. Chào nín ủ sứ khoải. 34. 听我反应来，三十四，三，三，十，四，四，三十四,四，三十四，八米四的，三,三十四块。 Trả lại cháu ba mươi bốn tệ, hãy dùng từ nín cho lịch sự. trả nín 块 mươi bốn nín đây là năm mươi, trả lại cháu ba mươi bốn tệ. 这是五十 找您三十四块。这是五十找您三十四块。嘿好来等我卖个电啊。一共多少钱一共多少钱等我五十三那么好。 一共十六块五毛，一共十六块五毛。瞧小爹，小爹的，你给十六块吧，你给十六块吧。贾姑爹呢？给你钱。 给你钱那里那么这是五十这是五十再来瞧吧没多的送给您找您三十四块找您三十四块。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung không khó lắm. Hải bú thải nán. Trung huấn bú thải nán. Hôm nay thứ ba. Xin lỗi, 对不起 mời ngồi, chính dù. Xin hỏi quý tính của bạn? 请问你贵姓 hỏi là gì? Chào什么名字? Đó là tạp chí tiếng Anh. Đó là tạp chí Anh Văn. 那是英文杂志。名猫。包子。摸花馆。买水果。三块泰。酸苦。太贵了。 hai tệ rưỡi đi ạ. À? Láng khoai ủ bà. Còn lấy cái khác nữa. Hãy ảo bía tờ. Quyết bán thế nào ạ? À? Chúy dư dở má mải. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. ý cùng năm mươi, trả cô tiền, trả lại cháu ba mươi bốn tệ, dùng từ lịch sự, cháu nín 34块.